3 yếu tố để tạo ra ly đồ uống chất lượng. Yếu tố số 1 đó là nguyên liệu. Nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất để tạo ra một ly đồ uống chất lượng. Bạn hãy nhớ lại xem, có phải bạn đã từng lên mạng để tìm kiếm hoặc là xin ai đó cái công thức món đồ uống bạn rất là thích, và có những người đã từng chia sẻ cho bạn những cái công thức của những thương hiệu nổi tiếng, và rồi bạn làm theo. Thế là bạn pha ra một cốc nước mà khi uống vào, cái chất lượng nó không được tốt như bạn đã từng uống ở đâu đó, hoặc là nó không ngon như bạn tưởng tượng. Và rồi bạn kết luận, cái công thức này có vẻ nó không ổn. Sự thực thì có phải là lỗi do công thức không, hay là do yếu tố nào khác? Thì xin thưa với các bạn rằng, lỗi phần lớn ở đây đó là do nguyên liệu. Cái công thức mà người ta chia sẻ cho bạn là dựa trên một cái nguyên liệu nhất định nào đó để người ta tạo ra cái công thức này. Còn bạn mang cái công thức này về thì bạn lại sử dụng những cái nguyên liệu mà bạn đang có sẵn để bạn thực hiện nó. Chính vì thế, cái chất lượng ly đồ uống bạn pha ra nó mới không tốt như bạn mong muốn. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng những nguyên liệu rẻ tiền mà muốn pha ra được những ly đồ uống chất lượng thì điều này là điều vô cùng khó. Nếu mà sử dụng nguyên liệu rẻ tiền có thể pha ra được những ly đồ uống chất lượng thì ở ngoài kia người ta sẽ thực hiện tất cả đồ uống bằng nguyên liệu rẻ tiền, chứ cũng chẳng ai dạy gì mua nguyên liệu đắt tiền về cho nó tốn kém cả. Vậy nên nếu bạn mong muốn tạo ra những ly đồ uống chất lượng để giữ chân khách hàng của mình thì vấn đề nguyên liệu là vấn đề bạn phải cực kỳ lưu ý. Số 2, sự ổn định. Sự ổn định trong pha chế là điều vô cùng quan trọng. Cường thấy có rất nhiều người mắc phải vấn đề này. Khách hàng của bạn thường chê: em ơi, đồ uống của em hôm nay nó ngọt quá. Rồi em ơi, đồ uống của em hôm nay nó nhạt quá. Rồi đồ uống của em nó thế này, đồ uống của em thế kia. Tất cả những ý kiến trên của khách hàng đều dựa vào cái nguyên nhân đó là bạn pha chừng. Bạn lấy nguyên liệu chừng, bạn đong hoa quả chừng, bạn lấy sữa cũng chừng, rồi bạn lấy đường cũng chừng luôn. Tất cả nguyên liệu bạn lấy chừng. Chính vì thế, cái chất lượng đồ uống nó cũng chỉ lưng chừng như vậy thôi. Lúc thì vừa miệng, lúc thì ngọt quá, khi thì lại nhạt quá. Rồi có nhiều người lại tự tin nói rằng: tôi đã vào nghề bao nhiêu năm nay rồi, tôi có khả năng đong chừng rất là tốt. Thì xin thưa với bạn rằng đây là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Cho dù bạn tài giỏi như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng cái khả năng đong chừng của bạn nó cũng không thể chuẩn bằng cân hoặc là những cái dụng cụ chuyên dụng dùng cho đong đếm trong pha chế. Hôm nay bạn vui thì lực tay của bạn nó khác, ngày mai bạn buồn thì lực tay của bạn nó khác. Vậy bạn dùng cái lực tay này để bạn đong nguyên liệu thì liệu nó có chính xác hay không? Vậy nên Cường khuyên các bạn hãy dùng các dụng cụ đong đếm trong pha chế để tạo nên sự ổn định trong đồ uống của mình. Yếu tố số 3, decor đẹp mắt. Khi bạn mang một cốc nước được trình bày một cách bắt mắt ra cho khách hàng của mình thì cho dù khách hàng có hơi chờ lâu một chút thì họ cũng sẽ xí xóa cho bạn. Cũng giống như bạn nhìn thấy một cô gái đẹp ở ngoài kia thì cho dù cô ấy có hơi lù một xíu cũng không sao, hoặc là cho dù đầu tóc cô ấy có hơi rối một xíu thì bạn cũng có thể bỏ qua được. Đẹp là được, phải không các bạn? Hãy cố gắng decor ly nước của mình đẹp mắt hết mức có thể, nhưng cũng đừng có quá cầu kỳ và mất nhiều thời gian dành cho điều này. Nếu bạn decor một ly nước bắt mắt thì khi chúng ta mang đồ uống ra, khách hàng sẽ chụp ảnh ly đồ uống đó và check in tại quán. Đây là một cách khách hàng đang thay bạn làm marketing quảng cáo cửa hàng của mình đến với bạn bè của họ. Đây là một cách mà chúng ta làm marketing nhưng không tốn bất kỳ một chi phí nào cả. Ngoài 3 yếu tố trên thì các bạn có muốn bổ sung thêm yếu tố nào nữa hay không thì các bạn hãy comment xuống phía dưới video này nhé. Hãy thay đổi cách làm của mình để mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và họ sẽ mang lại thu nhập cho bạn. Nếu thấy video này có ích cho ai đó, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ video này đến với họ. Xin chào các bạn, tôi là Cường và tôi đến từ Quyền Vị. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.